Kính chào quý vị và các bạn. Giá lợn hơi đã hạ nhiệt, giá đất nền căn hộ chững lại. Ngân hàng đã bắt đầu cho khách rút tiền gửi một phần trước hạn với lãi suất tốt hơn, cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Sau gần một tháng tăng giá liên tục từ 56.000 đồng lên 75.000 đồng một kg, vài ngày gần đây giá lợn hơi đã hạ nhiệt về dưới 70.000 đồng một kg. Giá lợn hơi miền Bắc hiện đã giảm xuống 62 đến 67.000 đồng một kg. Tại Tây Nguyên, Đắk Lắk, giá giao dịch quanh mốc từ 65 đến 66.000 đồng. Ở miền Nam, giá lợn hơi giảm còn 63 đến 68.000 đồng một kg. Giá giảm do sức mua yếu. Bên cạnh đó, giá lợn hơi trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường Trung Quốc nên khi giá tại quốc gia này hạ, giá lợn hơi trong nước cũng rẻ hơn. Những ngày gần đây, giá cà phê trong nước liên tục tăng trong khi giá cà phê thế giới biến động không đồng nhất. Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 43.600 đến 44.200 đồng một kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục biến động không đồng nhất. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 được ghi nhận tại mức 2.030 đô la Mỹ một tấn sau khi tăng 0,74%. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 tại New York đạt mức 217,2 cent một pound, giảm 0,55%. Tuần vừa qua, giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan và Việt Nam đều giảm do nguồn cung tăng cao. Bangladesh bắt đầu nhập khẩu gạo từ nước láng giềng Ấn Độ sau khi chính phủ cho phép các thương nhân nhập khẩu 1 triệu tấn gạo và cắt giảm thuế nhập khẩu do lũ lụt phá hủy mùa màng. Tại Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo đồ 5% tấm không thay đổi so với tuần trước, ở mức 362-368 đô la Mỹ một tấn, khi nhu cầu yếu bù trừ những lo ngại về nguồn cung. Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 400 đô la Mỹ một tấn trong tuần này, giảm so với mức 420 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Còn tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm xuống mức 395-413 đô la Mỹ một tấn, từ mức 415-420 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Nhu cầu vàng của người tiêu dùng Việt Nam đã tăng từ 12,6 tấn trong quý 2 năm 2021 lên 14 tấn trong quý 2 năm 2022, tương đương mức tăng 11% so với cùng kỳ. Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng, Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố, nhu cầu vàng toàn cầu, không bao gồm thị trường phi tập trung OTC, trong quý 2 năm 2022 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 948 tấn. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn quỹ hoán đổi danh mục mạnh mẽ trong quý 1, nhu cầu vàng nửa đầu năm nay vẫn tăng 12% so với nửa đầu năm ngoái, lên mức 2.189 tấn. Tại Việt Nam, nhu cầu vàng của người tiêu dùng đã tăng từ 12,6 tấn trong quý 2 năm ngoái lên 14 tấn trong quý 2 năm nay, tăng 11% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này đạt được bởi tổng nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng tăng 5% từ 9,1 tấn trong quý 2 năm ngoái lên 9,6 tấn trong cùng kỳ năm nay. Đồng thời, nhu cầu vàng trang sức tăng 28% từ 3,5 tấn trong quý 2 năm ngoái lên 4,5 tấn trong quý 2 năm nay. Do lo ngại về tình trạng lạm phát và sự suy yếu của đồng Việt Nam, các nhà đầu tư đã tìm đến vàng để phòng trừ rủi ro. Điều này được phản ánh qua mức phí bảo hiểm cao kỷ lục đối với đầu tư vàng miếng trong nước. Báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2022 của Bộ Xây dựng nhận định giá đất nền và căn hộ đang chững lại. Bộ Xây dựng đánh giá tại các địa phương, giá căn hộ chung cư vẫn tăng so với thời điểm cuối năm ngoái. Mức độ tăng giá các phân khúc tập trung trong quý 1 năm nay chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý 2. Tương tự, thị trường căn hộ chung cư, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án trong quý 2 đang có xu hướng chững lại ở hầu hết các địa phương khi các hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác được phục hồi bình thường trở lại. Dịch cúm A đã có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, khiến thuốc Tamiflu điều trị cúm có dấu hiệu bị đẩy giá lên cao. Thuốc Tamiflu 75mg theo bảng giá kê khai tại Cục Quản lý Dược khoảng 45.000 đồng một viên, trong khi tại các hiệu thuốc, Tamiflu đang được đội giá cao gấp từ 2 đến 3 lần, thậm chí có nơi không có thuốc để bán. Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh các thuốc kháng virus dùng trong điều trị cúm, đặc biệt các thuốc điều trị cúm A và xử lý nghiêm các vi phạm. Theo các chuyên gia, đa số các ca mắc đều là cúm thông thường, có thể tự khỏi nên không có độc lực mạnh. Do đó, người bệnh không nên tự ý mua thuốc Tamiflu tích trữ và sử dụng khi chưa được kê đơn. Thực hiện theo thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước cho phép khách hàng được rút một phần tiền trước hạn, một số ngân hàng đã thông báo đến khách hàng quy định mới về tiền gửi này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8.
Thông tư mới quy định nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi đối với loại tiền gửi có kỳ hạn, thì phần rút trước hạn sẽ chịu lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gửi còn lại sẽ được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. Trong khi trước đây, khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi không kỳ hạn. Còn với trường hợp người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp. Như vậy, so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp người gửi tiền có lợi hơn. Áp dụng thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng Việt Á Banh, Ngân hàng Sài Gòn đã thông báo tới khách hàng sẽ áp dụng chính sách mới này kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ngân hàng Nhà nước